Chào mừng toàn thể anh em đam mê đã quay trở lại với kênh bán hàng của shop phụ kiện Minh Thảo em nhá. Trong chương trình giới thiệu sản phẩm của ngày hôm nay, shop Minh Thảo em xin phép được giới thiệu đến với tất cả anh em đam mê chơi về dòng sản phẩm kính ngắm của hãng Discovery. Tên gọi và thông số của kính ngắm này là VTZ. Thông số 4-16 nhân cho 40 SF FFP. Cái mặt hàng này nó cũng hết hàng nó cũng khoảng một thời gian rồi, nhưng mà hôm nay bên em đã về được nhá. Anh em nào mà có nhu cầu đặt hàng thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho bên em bằng ba cái số điện thoại em để trên bảng tên kia. Bên em gửi hàng thì em gửi đó là COD, đồng kiểm toàn quốc các bác nhá. Mọi người mua hàng thì được phép là bóc hàng ra, kiểm tra hàng đúng sản phẩm thì anh em mới phải thanh toán trả tiền cho bên shop. Không đúng hàng, không đúng sản phẩm thì mọi người trả ngược lại về cho bên em, không mất một bất kỳ một đồng phí nào cả nhá các bác nhá. Đó, thì đầu video này thì em cũng xin phép anh em báo giá công khai luôn để cho anh em có thể dễ dàng cân đối được cái túi tiền của mình. Giá của một chiếc kính ngắm VTZ 4-16 nhân cho 40 SF FFP này bên shop Minh Thảo em đang bán có giá là 1.750.000 đồng, đã bao gồm tất cả cước phí vận chuyển rồi nhá. Mọi người đặt hàng thì chỉ cần phải giả duy nhất cái số tiền đó thôi. Khi hàng gửi lên cho tất cả các bác thì em sẽ đóng hàng cẩn thận này, và phụ kiện đi kèm em sẽ để đầy đủ hết, là bao gồm tất cả những phụ kiện, ví dụ như là lắp bịt hai đầu như thế này, chân kính nhá các bác nhá, ống chống lóa đây. Cái chiếc VTZ 4-16 nhân cho 40 SF FFP này thì nó thuộc dòng là kính ngắm mà ngắn nha các bác nhá. Ngắn. Ở những cái phiên bản lần trước là cái này thì nó có 3 thông số, 3-12 nhân cho 40, 4-16 nhân cho 40, 6-24 nhân cho 40. Thì hiện tại cái 3 trừ với cả cái 6 trừ kia chưa có hàng. Thì hôm nay em có cái 4-16 này thì em quay cho anh em xem tạm nhá. Với cái độ zoom như vậy ấy, với cái cấu hình độ zoom như vậy thì các bác có thể zoom được bắn 100m là thoải mái nhá các bác nhá. Đây. Khá là gọn luôn. Tổng thể chiều dài của cái kính ngắm này thì nó rơi vào tầm độ 30cm thôi. Con này thì là hàng tâm số, tâm khắc kính, chống nhảy tâm cực kỳ là tốt nhá. Thân kính là thân kính 30. Đường kính 30. Đấy, to. Đó. Hàng hóa thì đợt này về thì nó cũng khá là đầy đủ rồi. Tất cả những dòng sản phẩm thì nó cũng về nó dễ dàng hơn, nó không giống như khoảng một tháng về trước. Còn đây là cái tâm kính của nó đây, em quay cho các bác xem này. Tâm số khắc kính có một dấu chấm tròn ở giữa nhé các bác nhé. Chấm tròn ở giữa. Đó. Cái này kính VTZ này thì hiện tại thì nó không có màu đen. Thế anh em chơi màu đồng thì này thì lên trên củi nhé. Mọi người cứ nhầm tưởng là cái màu này nó là cái màu sáng nhá. Nhưng đây là em quay bóng đèn thôi, nhưng mà bên ngoài ấy, anh em nhìn ấy thì nó thuộc kiểu màu xám đồng, nó trầm trầm ấy, chứ nó không phải là màu sáng đâu. Lắp lên củi nhìn nó không bị lạc mấy đâu. Nhiều anh em cứ lo là nó bị lạc tông. Đấy. Nhưng mà cái này lắp lên củi là nhìn nó với màu đen cả màu này nó hòa vào nhau, nó vẫn thuộc kiểu trầm, kiểu màu trầm xuống, thế là nhìn nó cân đối nhá, chứ nó không có kiểu như là một cái tối một cái sáng đâu. Đó. Các bác nào mà có nhu cầu đặt hàng thì vui lòng liên hệ đặt hàng bằng cách là gọi điện hoặc là có thể nhắn tin qua Zalo. Đặc biệt anh em nào mà chưa tìm được cho mình một cây củi thì bên em cũng có full đồ để lắp cho tất cả mọi người nhá. Rồi, video của shop Minh Thảo xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau.